OK, có cái chuyện này chị Mã muốn kể cho mấy em nghe. hồi ngày hôm qua đó, cô Mã có nói chuyện với một cái người đó ở bên Việt Nam á, mà họ là hồi xưa đó họ là thầy giáo, xong rồi cái nhưng mà bây giờ thầy nghĩ thầy nghĩ làm thầy không có đi dạy nữa, mà thầy vẫn còn quen rất là nhiều các thầy cô giáo ở bên Việt Nam dạy nhiều khác các trường khác nhau, có quen luôn cả hiệu trưởng nữa. Thì thầy mới chia sẻ đó hồi nãy giờ đó thầy rất là tin vào cái chế độ của nhà cầm quyền Việt Nam nhưng mà sau khi gần đây là khi một đứa cháu của thầy chết thì thầy chính thầy chứng kiến rằng là cái công an họ đổi cái lời khai khi mà cháu của thầy bị xe cán chết thì người nhà kêu thầy chạy ra ngoài đó thì trước tất cả mặt mọi người thì công an mới nói rằng là um, bây giờ ghi vào giấy tờ là thầy hãy ký nhận xác của đứa bé nói là do tai nạn giao thông chết thì thầy cũng đồng ý thầy ký như vậy thầy không có hiểu chi tiết hơn thầy cũng không có tìm hiểu thêm nữa thì sau khi thầy ký xong rồi á về tới nhà rồi thì cái đơn giấy tờ mà đưa về cho để mà lấy xác của đứa bé ở nhà hoàng ở ở bệnh viện á thì tất cả cái hồ sơ bị đổi ngược là hết mà đúng là cái chữ ký của thầy nhưng mà cái lời khai đó là đứa bé chết vì lái xe ẩu chứ không phải là vì tai nạn giao thông tất cả mọi thứ họ đổ đổ, đổ lỗi về cho đứa bé vì chết hết mà thầy rất là đau lớn Đớn thầy nói ôi tại sao là giống như vậy á mà thì ra sau này thầy mới biết được là công an họ lấy tiền của cái người tài xế mà tai giao thông mà đã tạo ra cái tai nạn đó chiếc xe bự lắm chiếc xe mà xe truck loại lớn á cán chết đứa bé giống như vậy tại chỗ đó thì công an đã nhận tiền của tài xế lái xe và thay đổi cái thông tin và lời khai để cái người tài xế đó không có bị mắc tội và đứa bé chết cũng không có bị phạt tiền nhiều đó là một cái cái trường hợp mà cá nhân của thầy đã phải trải nghiệm và trải qua thầy rất là đau khổ và sau đó thầy biết rằng là thầy không thể nào mà tin tưởng được cái mấy người công an ở Việt Nam họ vì đồng tiền họ đổi trắng thay đen và cái sự việc mà gần nhất mà chúng ta cũng mới thấy đó là cái người thanh niên mà bị hai người công an đánh chết mà tất cả những cái video chia sẻ ở trên Facebook ai cũng thấy rõ như vậy hết nhưng mà sau đó thì chính cái người mà quay video đăng video lại bị phải ngồi đọc nếu như các anh chị em để ý thấy cái video mà cái chị đó ngồi á chị nói chuyện đúng không là có mắt chị cứ nhìn giống như vậy nè chỉ nhìn theo cái chữ chị đọc tại vì những cái lời nói đó không có phát xuất từ trong trái tim của chị cho nên chị nói là sẽ bị vấp và chỉ phải nhìn cái mặt chữ để coi thử là cái chữ đó là cái chữ gì để mà muốn nói cho nên nếu như chúng ta mà để ý một chút xíu là sẽ thấy có người đã xếp đặt tất cả những cái lời nói đó và bắt cái người mà đăng cái video về cái người thanh niên là bị đánh chết bị công an đánh chết là đổi tất cả các lời khai và các bài viết các bài báo đều nói về không nói gì về tới người thanh niên chết mà bài báo nào cũng nói là hai công an bị người dân đánh nhưng mà không hề nói tới cái lý do là hai công an đánh chết cái người dân. Đó là cái sự bất công ở trong cái xã hội hiện tại mà chúng ta ở bên Việt Nam mọi người đang phải trải qua. Không những vậy, thầy còn chia sẻ thêm nữa những cái chuyện mà mã nghe mà thấy giống như là có lẽ các anh chị em ở bên Việt Nam thì ai cũng biết hết rồi, nhưng mà mã thì nghe thấy rất là lạ. Đó là khi mỗi khi nhà trường mà có cái ban điều hành ở trên bộ giáo dục mà về để mà điều tra thì có thể phụ huynh có thể tưởng tượng ra được không là các bộ điều tra đó cùng các thầy hiệu trưởng nếu như mà mã nói mà có thể là xúc phạm tới một số thầy hiệu trưởng có hay không có nhưng mà đây là mã chỉ kể lại cái lời kể của thầy đó là tất cả đều đi chơi gái đó là cái điều mà mã cảm thấy rằng một cái sỉ nhục cho cái ngành giáo dục của mình mình cũng không có ngạc nhiên gì khi mà ngay chính cả thầy cô, đúng không? cả cô giáo đều phải đi tiếp khách, đều phải đi uống cà phê, đều phải đi trò chuyện để mà xã giao. thì thật sự mình chẳng có ngạc nhiên gì khi mà ngay cả hiệu trưởng cũng đi chơi gái, à, mà có một số hiệu trưởng họ từ chức, mà biết rõ tên của thầy hiệu trưởng đó ở trường nào luôn, nhưng mà mà không có thể nào nói được, tại vì mình nói ra như vậy là mình đã đưa cái thông tin ra ngoài cho công an họ tới họ làm khó làm dễ cái thể hiệu trưởng đó cho nên mình không có nói chuyện ở đây tin hay không tin là tùy các bạn uhm, nghe có tiếp thu được hay không là tùy ở phụ huynh của mọi người thì giống như chúng ta ở phụ huynh ở bên việt nam cũng thấy con em mà đi học đó có bao giờ uh, có bao giờ mà thấy các em vô trường mà học được cái gì không về lịch sử thì bị che giấu sự thật đúng không không có nói sự thật không có giảng dạy về cái sự thật về những cái môn học khác thì mã không có biết nhưng mà những cái môn học chính về đạo đức gần như không còn nữa các em ở miền việt nam không biết học toán lý hóa có thể có thể giải được một phương trình có thể đọc được một bài văn nhưng mà cái ngôn ngữ cái tiếng việt các em thấy cái lớp trẻ hiện tại bây giờ mà lên trên facebook viết gần như là sai chính tả cả người lớn và cả con nít cả thầy cô cũng viết sai chính tả và cái lớp học đạo đức gần như không còn nữa Các em bị thái hóa Bị mất đi cái nhân cách và nhân phẩm Của chính bản thân của mình Các em không có nữa Đó là một cái điều rất là buồn Tại vì sao họ muốn mị dân, ngu dân trị Họ muốn con người không có một cái kiến thức Không có một cái đạo đức Để mà họ dễ sai khiến chỉ vì đồng tiền thôi, sống bây giờ là chỉ vì đồng tiền thôi, đưa tiền ra là giải quyết tất cả mọi thứ. Còn cái suy nghĩ, cái cái trái tim của mình, cái đầu óc của mình, cái não của mình hình như nó không có hoạt động chung với nhau nữa. Cho nên người thầy đó mới chia sẻ rằng là có một số phụ huynh, có một số hiệu trưởng họ không có chịu đựng được. Họ cảm thấy là cái đó là nó, nó đánh mất cái nhân cách của họ. Họ đã từ chức, họ không làm. Họ muốn là thà là... Họ muốn là thà đi làm một cái công việc khác, kiếm tiền, chạy bôn, chạy báo ngoài, kiếm sống. Nhưng mà họ không có thể nào mà cùng các ban lãnh đạo của ngành giáo dục đi chơi gái. Mà đau lòng hơn nữa là cái số người mà đi chơi gái đó đi cà phê đi cà pháo đi xã giao đó lại mướn xe năm sáu bảy chỗ ngồi của người ta để mà cùng nhau đưa đi và cái người lái xe đó chính là học sinh của mình hồi xưa đó là một cái điều mà khi mà cái người thầy đó họ chia sẻ với mã họ nói chuyện rất là lâu ngày hôm qua trên điện thoại thì chính bản thân của mình mình cũng sốc luôn mình nói oh my gosh tại sao lại giống như vậy mà thầy nói đúng như vậy đó cho nên nhiều nhiều thầy nhiều thầy họ bỏ họ không có đi dạy nữa tại họ không có muốn họ không có muốn dạy tại vì họ thấy mất đạo đức mất nhân cách quá là mà dạy cái gì bây giờ <laughs> nó giống như vậy đó nó thối tha giống như vậy một cái <laughs> một cái xã hội mà cái nhân phẩm không có cái đạo đức không có thì làm sao làm sao họ biết được cái cách mà giữ đất nước giữ quê hương họ làm sao biết được là cái tinh thần dân tộc của mình còn ở đó hay không khi mà trung quốc đem tất cả các đồ ăn độc hại vào trong nước của mình mà mọi người biết mà vẫn làm ngơ ok những thầy cô ngày hôm qua chia sẻ còn nói với mã giống như là nếu như các anh chị em mà có thấy uh, những tai nạn giao thông hay thấy những cái gì đó mà xảy ra, đừng có xía vào. Tại vì khi mà mình uh, tới mình giúp đỡ hay mình can thiệp vào sau này người ta bắt mình um, làm chứng rồi người ta làm phiền mình nhiều hơn, mình nói sự thật thì mình cũng chết, mà mình nói sự dối trá mình cũng chẳng có an tâm, mình cũng sống không có được với người dân. Uh, người dân á, xung quanh á, thì không có dám nói gì tới công an hết công an nói sao thì họ nghe vậy công an nói đúng thì họ biết là đúng mà công an đang nói sai mà công an nói công an nói đúng thì người dân cũng nghe giống vậy mà không có dám cãi nhưng mà bạn bè của mình hàng xóm của mình láng giềng của mình mà nói gì một cái gì mà mình không có ưng ý á, là đứng dậy vác dao chém liền đứng dậy đập liền sĩ vã liền giơ tay sĩ liền chửi liền bao nhiêu từ ngữ mà tục tiểu là điều văn ra hết nói hết với cái người đó mặc dù cái người đó đã từng giúp đỡ mình không sao hết trơn á nhưng mà công an nói thì có thể là mình chỉ lấy mạng mình chửi thôi hay là mình nói sau lưng thôi nhưng mà gặp trực diện thì mình vẫn đưa tiền vẫn rút lót họ đòi cảnh sát giao thông đòi tiền mình vẫn đưa đó là cái mà cái nhút nhát của người việt của mình ừ <laughs> dư luận viên á mấy hôm nay tranh thủ nó vào trang của mã để làm mất thời gian của mình thôi các anh chị em đừng có quan tâm chút xíu nữa mã xóa hết mã khóa hết những cái dư luận viên đó các anh chị em cứ cứ bình thản cứ nghe những gì mã nói còn cái thứ thứ mà rác rưởi đó trong xã hội còn rất là nhiều à, cái con người của mình có tạo ra được cho mình như thế nào là liên quan tới những người mà mình chơi với nhau liên quan tới những cái cuốn sách mà mình đọc thành ra cái kiến thức mình có hay không cái nhân phẩm của mình có hay không là dựa vào những cái yếu tố đó các em mà cứ vào trang chửi bậy thì tại vì trong cái xã hội trong cuộc sống chị cảm thấy tội nghiệp cho các em là vì các em không có ai tốt hơn để các em chơi các em chơi với lại những cái thứ mà low class tiếng mỹ nói là giống như vậy thì các em cũng chỉ có thể thể hiện được ngang đó thôi và kiến thức rất là hạn hẹp cho nên bạn bè của mình đừng có giận đừng có tức mấy đứa nó làm gì cũng tội nghiệp nó lắm từ từ nó sẽ hiểu ra thôi ồ hôm nay mã nói là cái này á là mấy người tâm sự với mã chứ không phải là mã kể chuyện với mấy người nghe đâu bây giờ ai có câu hỏi hay có cái gì nói thì nói kể cho mã nghe đi <laughs> các ai có muốn câu hỏi gì hay không phụ huynh mà đưa con em mình đi học thì uh, cũng về cũng canh chừng cũng hỏi chừng thử ồ uh, oh yeah, thầy hiệu trưởng nó còn kể giống như vậy nữa nè là khi một người mà muốn vào giữ cái chức vụ ở hiệu trưởng của một cái trường nào đó là có người trả lên tới có 100 triệu để mà vào được cái chỗ ghế đó thì cho nên cái năm 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 đầu mà đi làm đi dạy đó gần như là không có lương tại họ phải lấy lại cái số tiền mà họ đã mua cái chức phận mua cái chỗ đứng của cái, cái hiệu trưởng của cái trường đó và sau đó có một số người tại vì có tiền họ mua với chỗ nhưng mà sau khi họ vào làm một thời gian họ vào dạy một thời gian thì họ phát hiện ra là giống như họ đi điên khùng khùng á thầy cô đồ không có giống như không có bình thường nhưng mà cái bộ trên ngành giáo dục không thể nào mà đuổi những cái người này được mà phải điều hành qua những cái trường khác mà không đuổi được là tại vì họ đã ăn tiền của người ta rồi cho nên họ không thể nào họ nói ô bây giờ tôi đuổi anh ra khỏi trường này anh không có dạy nữa anh về nhà làm người dân bình thường đi thì không có làm như vậy được thì sẽ bị lộ ra cái số tiền đã ăn quá là lớn cho nên chuyển đi trường khác thầy cô có làm sai các em cũng có thấy đó rất là nhiều hiệu trưởng nhiều thầy cô khác ở các trường làm sai đánh học trò hay là phát hiện ra có tình tứ với nhau của uh, bậy bạ với học trò hay là người ngoài hay bất cứ cái gì đó thì những người đó đâu có bị đuổi đâu toàn là bị đu... bị dời đi qua một cái trường khác để mới dạy ừ. hay là làm bản kiểm điểm là chính đúng không ừ. <laughs> chưa có làm được snowman tại vì tuyết còn rơi ngoài đó chắc mai mới làm được snowman á <laughs> Hoàng Kỳ ơi, em đừng có quan tâm mấy cái đứa đó. Nó đang muốn distract em đó thôi. Đừng có quan tâm tới nó tại sao các anh chị em ở nước ngoài họ vẫn họ có một cuộc sống phải nói là hơn cái đầy đủ nhưng mà họ vẫn phải ngồi chia sẻ phải nói cho tụi em nghe tụi em hiểu là tại vì cái số lớn các em nhỏ ở trong nước vẫn nhắn tin cho chị mỗi ngày vẫn kêu chị mã ơi cho em thông tin này cho em thông, thông tin kia là tại vì tụi em chị rất là hoan nghênh cái tinh thần đó của tụi em là tại vì tụi em lúc nào cũng cố gắng tìm hiểu tụi em biết rõ là tụi em đang bị bưng bít thông tin cho nên em đang đi tìm sự thật từ khi mà em cố tình đi tìm sự thật thì chị biết cái gì chị sẽ chia sẻ cho em mặc dù cũng có một số nhỏ rất là nhỏ họ vẫn chưa có hiểu họ vẫn nói nặng lời với chị nhưng mà không có sao hết Tại vì giống như mình nói Đã biết nó điên nó khùng rồi Mình trách nó làm cái gì đúng không Nếu như nó bình thường mà nó Mà nó thể hiện cái sự ngu dốt Thì mình còn nói ô tại sao như vậy Mình cảm thấy đau lòng nhưng mà mình biết nó điên nó khùng rồi Thì kể nó đi không có quan tâm tới nó Chị chỉ muốn dành cái thời gian quý báu của chị Để chia sẻ những cái thông tin tới Cho tụi em Những đứa nào mà muốn tìm hiểu Những đứa nào mà cần biết sự thật Cần cần lắng nghe Cần nhìn nhận cái kiến thức thì chị Mã sẽ sẵn sàng và các anh chị em ở nước ngoài cũng rất là sẵn sàng chia sẻ với tụi em. Có thể những cái thông tin tụi chị nói um, nó lặp đi lặp lại nhưng mà phải lặp đi lặp lại tại vì nhiều khi nói một lần tụi em không có hiểu nói một lần tụi em chưa có thể nghe kịp hay là tụi em chưa có chưa có cái dịp để mà tụi em nghe nó khi mà mình livestream đó có đứa lên mạng có đứa đang đi làm có đứa ngủ chưa có dậy và thời gian thời điểm của tụi mình khác nhau ở nhiều nước cho nên um, tụi chị sẽ nói tới nó lui để hy vọng một ngày nào đó tất cả các em đều nhìn nhận đều thấy được cái điều mà mình nói và chúng ta cùng nhau đoàn kết chúng ta cùng nhau có một cái phương hướng đi rõ ràng để mà giúp cái đất nước này giúp cái đất nước này giúp cái nước việt nam này để cho ai hoàn toàn không có cho chị mã chị má sống ở nước mỹ hơn 25 năm rồi chị mã không có cần đấu tranh cho một cái gì nữa nhưng mà tại vì mình dù ở đâu dù làm cái gì mình cũng mang cái dòng máu Việt Nam của mình ở trong đó cho nên mình phải giữ nước không phải nước Việt Nam không phải chỉ có những người ở trong nước mới là có quyền giữ nước mới có quyền nói lên cái gì đang xảy ra cái tình trạng hiện tại như thế nào ở bên Việt Nam mà là đã là người Việt đã sinh ra trên đất Việt dù có phải đi bất cứ ở nơi nào dù có phải mọc cánh bay xa cỡ nào ở đâu chúng ta cũng phải nhớ chúng ta là người Việt chứ không phải là mà nói tiếng Việt hay là mình ăn cơm pháp mình uống nước canada thì mình trở thành những người dân đó rồi thì mình quên cái nguồn gốc của mình nó không có giống như vậy cho nên đừng có nói rằng ô chị ở mỹ chị có quyền gì để chị nói về nước việt nam của chúng tôi làm sao vậy thì các em có cái quyền gì các em đăng những cái tin tức những cái thông tin ở những cái nước khác đó là cái kiến thức chứ không phải là quyền hay không quyền quyền đây là quyền của con người quyền được nói em hiểu không các em đứa nào không hiểu thì phải suy nghĩ cho rõ khi tụi em trách người ta ô chị là người mỹ chị có quyền gì để mà nói về đất nước việt nam không chị có quyền vì là chị là quyền là quyền con người mà chúng em cần phải có cái quyền đó để thể hiện những cái gì nói chuyện ở trong nước mà còn không có nói được thì làm sao nói chuyện ở nước ngoài tội nghiệp lắm mỗi lần mà chị thấy đứa nào mà nó không có tiếp thu được cái kiến thức á chị rất là buồn cho nên chị muốn nói nữa, chị muốn nói hoài. Tụi em càng chửi chị là càng cho chị thêm cái động lực để chị phải nói cho tụi em tỉnh hồn ra. Chứ không sao hết trơn á. Hồi xưa, năm 2016, chị còn bực, chị còn buồn. Nhưng mà bây giờ chị hiểu ra rồi. Những đứa mà nói chửi chị là những đứa không có hiểu. Thì không hiểu, không biết. Thì chị sẽ nói tiếp cho tụi em nghe. ai à, có câu hỏi gì không? đúng rồi chúng ta phải yêu nước Việt Nam. Dĩ nhiên khi mà cái cái tự ái dân tộc cái tinh thần dân tộc của mình mà có thì mình mới suy nghĩ ra được những cái cái phương hướng, những cái phương án, những cái phương cách để mà bảo vệ nước Việt Nam chứ không thể nào mà nói ôi chị ơi em muốn Em muốn bảo vệ đất nước này lắm nhưng mà một mình em em không làm được gì hết. Chị ơi em cần vũ khí. Không cần. Những cái thứ đó không phải lúc nào mình cũng phải cần vũ khí. Bây giờ vũ khí bao nhiêu mới đủ. Bao nhiêu mới đủ, bao nhiêu vũ khí, bao nhiêu bom, bao nhiêu súng, bao nhiêu đạn thì chúng ta mới có thể bảo vệ được cái đất nước này hay là thay đổi được cái đất nước này. Phải thay đổi từ trong cái trí của mình trước, trong cái suy nghĩ của mình, trong cái trái tim của mình, những cái chuyện mà mình cần phải làm rồi mình tham khảo chung với nhau mình tạo những cái nhóm hội mà cái video kế tiếp chị sẽ nói cho tụi em nghe là mình phải làm những cái gì để mà để mà mình có được cái sự đoàn kết tại vì bây giờ các em đang ở một cái ở một cái góc độ là giống như là biết hết những cái sự sai trái của nhà cầm quyền muốn thay đổi muốn đứng lên muốn bảo vệ muốn làm một cái gì đó nhưng mà không có người dẫn dắt tụi em đang chờ một cái gì đó một cái người nào đó đứng lên nói tụi em là phải làm như vậy phải làm như vậy phải làm như vậy thì tụi mình tự nhiên tạo thành mình là cái robot mà mình phải cần cái remote control mình phải cần một cái nút bấm thì mình mới biết chuyển đài chuyển hệ mình phải biết nó no, không cần như vậy mình là con người chứ mình không phải là bộ máy cho nên mình mình đã suy nghĩ ra được là mình phải mình cần làm cái gì rồi mình biết cái sự sai đó mình biết cái sự sai Giống như mình đói bụng thì mình cần đi kiếm đồ ăn. Chứ mình không thể nào mình nói, ô tôi đói bụng quá, tôi cần người đem đồ ăn tới cho tôi. Không. Mình đói bụng, mình biết đi vào nhà bếp kiếm đồ ăn. Thì cái đất nước này cũng vậy. Mình thấy nó sai trái. Mình phải biết lên tiếng nói. Mình thấy nó sai trái. Mình phải cùng nhau tìm cách để mình sửa và thay đổi. Và không thể nào sửa và thay đổi khi chúng ta làm cái điều đó một mình mà chúng ta cần cái sự đoàn kết, cái đó là cái rất là quan trọng mà mà kêu gọi tất cả các anh chị em cùng nhau lên mạng chia sẻ thông tin, thấy được những cái hội đoàn nào, những cái nhóm nào mà họ kêu gọi ở trong nước là xuống đường biểu tình ôn hòa hay là uh, gặp các cha để mà chia sẻ những cái bài viết, bấm like những cái bài viết, đó là cũng một trong những cách mà chúng ta thể hiện rồi thể hiện được cái sự mà chúng ta cần thay đổi đó rồi từng bước từng bước nhỏ mình làm không thể nào mà ngày hôm nay em chưa có hiểu thông tin gì hết thì nhiên đồ một cái em đứng dậy uh, em nói là chúng ta phải thay đổi đất nước này thì em làm không có được nhưng mà từng bước từng bước nhỏ chị cảm ơn những đứa mà nhắn tin cho chị để mà tìm hiểu thêm là tụi em phải làm cái gì chắc chắn chị sẽ trả lời từng đứa từng đứa một nếu như chị chưa có trả lời kịp tụi em cũng đừng có buồn là tại vì mỗi ngày chị mã có nhiều tin nhắn quá có thể chị đọc Bài của em rồi, chị đọc tin nhắn của em rồi mà nó chạy mất thì đừng có buồn, chị sẽ tìm cách trả lời cho tụi em. Chị bảo không có bỏ bất cứ một đứa nào hết á, phải tin ở điều đó. Có ai có câu hỏi gì không? Hello, có ai có câu hỏi gì không? đúng là không đoàn kết không thành công chính xác là như vậy giống như mà nói cái video sau là mã sẽ nói về cái uh, tin tức về hai cái đạo luật mà bảo vệ bảo vệ nhân quyền đã được ban hành ở hoa kỳ đã tạo cái niềm vui cái niềm phấn khởi như thế nào cho người việt ở trong nước cũng giống như người việt ở ngoài nước và có rất là nhiều cái câu hỏi hỏi là uh, bây giờ mình phải làm sao để mình vận dụng để mình thực thi mình thực hành hai cái điều luật đó um, cho nó đạt kết quả tốt nhất thì muốn làm được cái điều đó mình phải qua bốn cái công đoạn mà bây giờ mà không có muốn nói ở trong cái livestream này tại vì có nhiều bạn nói với mã là cái nhà mạng nó bị chặn nó không cho mình nói cho nên mã sẽ làm một cái video riêng để nói về những cái công đoạn bốn cái công đoạn chính mà mình cần phải làm mà người dân ở trong nước cũng cần phải làm để hỗ trợ cho người dân ở ngoài nước cho các anh chị em ở hải ngoại để mà thực thi để mà mình chế tài cái tài khoản của những người vi phạm pháp luật vi phạm nhân quyền ở bên việt nam và chúng ta phải tạo ra những cái nhóm kết nghĩa như thế nào thì trong cái video kế tiếp mà sẽ chia sẻ đó các bạn hãy chờ uh, khi thấy cái video kế tiếp của, của mã ra thì các em hãy cố gắng nghe tại vì trong đó mà sẽ chia sẻ rất là cặn kẽ những cái gì tụi em cần phải làm những cái gì mà người trong nước cần phải hỗ trợ cần phải làm để hỗ trợ cho những người ở ngoài nước thực hiện được cái đạo luật đã được ban hành do tổng thống Obama ký duyệt vừa qua. Uhm, đó là cái 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 tiếp mà mã sẽ chia sẻ. Uhm, các ai muốn nói gì nữa không? Cô mã đi sấy tóc. Tại mới tắm ra tóc còn ướt quá. <laughs> Có ai có câu hỏi gì hay không? Nếu không thì... Uh, um, cái video này mình ngưng ngang đây Rồi để Mã làm cái video kia Rồi Mã chia sẻ tiếp với các anh chị em nha Nói kể chuyện ma nhưng mà không có ai kể hết Bắt con Mã ngồi nói hoài <laughs> Ok, vậy thì uh, ngày mới Cuối tuần chúc cả nhà vui vẻ Ừm... Um, có nhiều nắng ấm không có giống như lạnh giống như ở bên cô mã này ở ngoài tuyết đang rơi nhiều lắm chắc chút nữa hát bài ngoài kia tuyết rơi đầy tặng cho cái nhà quá <laughs> ok cảm ơn cả nhà đã lắng nghe cô mã nha chào hết cả nhà ha bye bye